Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 tháng 6 âm lịch năm 2022, đạt trúng mỏ vàng, đổi vận giàu sang. Xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Và chính vì vậy, những người tuổi Khỉ thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ là những người có uy quyền và có địa vị. Những gia chủ tuổi Canh Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Canh Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người xung quanh của mình những nguy hiểm đang rình rập phía trước, phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Canh Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được rất nhiều những nỗi tâm tư, ở nỗi niềm thầm kín của những người khác, và từ đó thì họ sẽ có cách chia sẻ, giúp đỡ phù hợp. Trong tháng 6 năm 2022 âm lịch của những gia chủ tuổi Canh Thân thì chúng ta cần phải hạn chế cái hạn xung thái tuế, và đây là một năm có rất là nhiều những trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế, khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì đương nhiên là những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Canh Thân họ cảm thấy nhục chí. Thưa quý vị, nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Canh Thân họ có thể dễ dàng vượt qua được những khó khăn. Tử vi học dự báo rằng tháng 6 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung trong video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và yêu thích chăm sóc người khác. Bản chất họ là người rất hiền lành, thân thiện và luôn mong muốn sẽ làm được những điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn và cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của những người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức, làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, thu vén chi tiêu cho nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Tháng này, tuổi Canh Thân vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá trị, tình cảm gia đạo yên vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, canh dương kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy những người tuổi Canh Thân có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương trong tháng này. Bạn chỉ cần dựa vào sức của mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên cần phải chú ý rằng, để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể bị rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Ngoài ra bạn cũng có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vậy là có hại cho chính mình.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tài lộc tuổi Canh Thân năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 6 năm 2022 âm lịch. Gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay và nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận thêm nhiều những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền vào những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức và không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu như người tuổi Canh Thân không cẩn thận. Đây chính là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa đối với tuổi Canh Thân. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn cũng đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn. Vậy nên số lần tranh chấp, cãi vã, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp, hạnh phúc. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm Thành Đầu Thổ.
Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, những việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì, chuẩn bị những gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những nội dung mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.